Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với TopKVN. Trong video ngày hôm nay, dịp cuối của tháng 6 năm 2021, đầu tháng 7 năm 2021 này, thì TopKVN xin phép là giới thiệu đến quý anh chị các bạn một cái dòng xe crossover trong phân khúc hạng B của bên nhà Hyundai. Đó chính là chiếc xe Hyundai Kona phiên bản 1.6 Turbo. Có lẽ là nhắc tới Hyundai Kona thì anh chị chúng ta thường quan tâm tới hai phiên bản chủ yếu. Đó là hai phiên bản là phiên bản 2.0 bản tiêu chuẩn và bản 2.0 bản đặc biệt, hai phiên bản hút khí tự nhiên. Mà đâu đó dường như mình thấy rằng cũng tương đối khách hàng ít quan tâm về phiên bản 1.6 Turbo này. Thì thực ra có nhiều nguyên nhân để khách hàng chúng ta sẽ biết đâu đó bị lãng quên về cái phiên bản Turbo bản cao nhất như này. Chủ yếu sẽ đến từ ví dụ như là về tầm tiền, tầm giá. Mình nghĩ đó là một yếu tố rất là quan trọng. Vậy thì trong cái video ngày hôm nay, dịp chương trình khuyến mại mới nhất của Hyundai Kona phiên bản 1.6 Turbo này, ngoài ra thì TopKVN sẽ xin phép là giới thiệu lại những cái đặc điểm cơ bản nhất, những cái tính năng, trang thiết bị option của phiên bản Turbo này đến với những anh chị khách hàng nào mà chúng ta đang tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Kona này, thêm chi tiết về phiên bản 1.6 Turbo này. Thì đầu tiên mình sẽ cập nhật cho quý vị các bạn về chương trình giá mới nhất, chương trình giảm giá, chương trình quà tặng mới nhất của phiên bản 1.6 Turbo này. Thì với Hyundai Kona phiên bản Turbo sẽ có mức giá niêm yết cao nhất trong tổng tất cả 3 phiên bản, là mức giá niêm yết của phiên bản Turbo của chúng ta sẽ là 750 triệu đồng là mức giá niêm yết. Tuy nhiên theo thông báo của bên nhà máy thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 vừa qua thì cả 3 phiên bản sẽ đều được hỗ trợ là 40 triệu đồng đến từ nhà máy với Hyundai Kona. Tuy nhiên đặc biệt với phiên bản Turbo này thì chính thức đến từ bên phía đại lý sẽ có những chương trình giảm giá thêm cho các bạn, kể cả về tiền mặt, về phụ kiện. Thì cụ thể chúng ta sẽ được giảm tới 54 triệu đồng tiền mặt nhé. Anh chị sẽ được giảm tới 54 triệu đồng tiền mặt với phiên bản 1.6 Turbo này. Ngoài ra anh chị vẫn được quà tặng những cái chương trình về quà tặng phụ kiện, ví dụ như là thảm sàn này, bọc vô lăng da này, nước hoa cao cấp này, thẻ dịch vụ bảo hành và dưỡng trị giá 5 triệu đồng sau bán hàng dành cho quý anh chị các bạn. Nếu như mà các bạn lấy Hyundai Kona trong cái dịp cuối tháng 6 đầu tháng 7 như này thì mức giá lăn bánh của chúng ta sẽ cần chuẩn bị là bao nhiêu tiền ạ? Với phiên bản Turbo, nếu mà lăn bánh ở tỉnh, anh chị chúng ta sẽ cần chuẩn bị số tiền lăn bánh là 772 triệu đồng. Còn nếu mà lăn bánh ở Hà Nội thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị số tiền lăn bánh là 807 triệu đồng, và lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh số tiền cần chuẩn bị là 792 triệu đồng để có thể lăn bánh được. Em xin giới thiệu lại là nếu như mà ở tỉnh mà lăn bánh được bản Turbo là 772, ở Hà Nội là 807 và ở thành phố Hồ Chí Minh là 792 triệu đồng. Còn phương án mà anh chị khách hàng của chúng ta muốn mua trả góp phiên bản Turbo này thì ở tỉnh chúng ta cần chuẩn bị tối thiểu nhé là 216 triệu đồng. Ở Hà Nội là 251 triệu và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 236 triệu đồng. Em xin cập nhật lại là tỉnh là 216 triệu, ở Hà Nội là 251 triệu và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 236 triệu là số tiền cần chuẩn bị tối thiểu để có thể lăn bánh được phiên bản 1.6 Turbo này. Còn sau đây thì em cũng xin phép là giới thiệu những cái thông số kỹ thuật cơ bản nhất và những cái đặc điểm nổi bật so với hai phiên bản còn lại, để những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đang tìm hiểu, chúng ta có một cái phương án đâu đó, chúng ta có thể là có thêm một cái sự phân vân và biết đâu anh chị chúng ta sẽ lựa chọn phiên bản Turbo này thì sao. Thì đầu tiên trước mắt quý chị các bạn, đó chính là về cái phần mặt ca lăng của phiên bản Turbo này. Về cái kiểu dáng thiết kế của cái mặt ca lăng này thì cũng tương tự như hai phiên bản hút khí tự nhiên thôi, không có đặc điểm gì thay đổi, đều là mặt ca lăng là hình lục giác. Tuy nhiên bo viền xung quanh của cái mặt ca lăng này thì được ốp mạ chrome, anh chị để ý thấy không ạ? Với phiên bản hút khí tự nhiên chúng ta sẽ không có cái viền chrome này đâu. Ngoài ra nhé, những cái chi tiết mắt ở trong cái mặt ca lăng này nó mịn hơn, nó là nhựa mịn và nó có màu nhám, màu ánh bạc ấy, nhìn nó sáng hơn và nó nổi bật hơn cho cái phần mặt ca lăng phía trước này của phiên bản 1.6 Turbo. Ngoài ra nhé, phiên bản Turbo ở phần đầu xe này chúng ta có cái cảm biến ở phần đầu xe nhé. Với phiên bản hút khí tự nhiên sẽ không có cảm biến trước này đâu ạ. Còn với phiên bản Turbo chúng ta được trang bị là 4 cảm biến ở phần đầu trước xe này. Đó, hai cảm biến ở trong cái phần mặt ca lăng này và hai cảm biến sẽ ở phần ngoài vỉa như này. Đó là về phần mặt ca lăng. Còn sang cái phần công nghệ đèn thì sẽ y nguyên như phiên bản đặc biệt thôi, vẫn sử dụng công nghệ đèn là đèn full LED và có tích hợp ở đây là đèn góc chiếu. Khi mà chúng ta đi trong những cung đường ban đêm ấy, chúng ta sẽ cần cái đèn góc chiếu này. Đây ở dưới đây chính là cái cảm biến mà mình vừa giới thiệu đến anh chị. Đó là về phần cụm đèn pha cốt. Còn phía bên trên này thì chúng ta vẫn được trang bị ở đây là một cái dãy để giải đèn LED được chia khoang ra giải đèn LED định vị ban ngày. Khi chúng ta đi thì đèn sẽ sáng, nhận diện rất là tốt. Và tích hợp đó chính là đèn xi nhan.
đèn xi nhan và giải đèn LED được tích hợp cùng trong cái cụm đèn ở cái phần phía trên kia. Ngoài ra, cái phần đèn sương mù này của chúng ta sử dụng công nghệ là đèn halogen cho ánh sáng màu vàng, giúp cho các bạn khi mà chúng ta đi trong những cung đường mà trời sương mù hoặc là trời có mưa phùn thì có tầm nhìn của chúng ta sẽ là tốt hơn. Đó là cơ bản nhất giới thiệu đến các anh chị về cái phần đầu xe của phiên bản 1.6 turbo này. Thì có sự khác biệt ở đây đến từ vị trí, đó chính là của 4 cảm biến này. Ngoài ra cái phần mặt ca lăng được ốp viền chrome này nổi bật hơn so với cả phiên bản hút khí tự nhiên. Và chúng ta cái mặt ca lăng của chúng ta sẽ nhìn nó mịn hơn so với cả hai phiên bản hút khí tự nhiên. Tiếp theo thì xin phép là giới thiệu đến anh chị sang cái phần thân xe này thì sao. Sang cái phần thân xe của phiên bản turbo này thì cái chi tiết mà anh chị cũng nên quan tâm đó chính là cái viền nhựa này. Nếu anh chị chúng ta đang quan tâm về phiên bản hút khí tự nhiên nhé, thì cái phần viền nhựa này của chúng ta sẽ là viền nhựa sần, nhưng mà phiên bản 1.6 turbo này sẽ là phần viền nhựa nhám và mịn anh chị nhé. Nó mịn hơn, sờ nó mịn và nó có màu nhám, nó không bị đen xì và sần như phiên bản hút khí tự nhiên. Ngoài ra thì cái phần la răng của phiên bản turbo này sẽ tương tự như phiên bản đặc biệt là la răng 18 inch và có cái kiểu dáng thiết kế tương tự như nhau. Lốp ở đây vẫn sử dụng là lốp cung hô và đương nhiên rồi vẫn được trang bị ở đây đó chính là cảm biến áp suất lốp cho cả 3 phiên bản của Hyundai Kona. 4 bánh đều là phanh đĩa có ABS, có cân bằng điện tử, nhưng cái tính năng an toàn thì về cơ bản đây là phiên bản turbo, cái tầm tiền cao nhất trong cả 3 phiên bản thì đương nhiên rồi nó sẽ là đầy đủ nhất cho quý chị các bạn được. Và gương chiếu hậu của xe vẫn là gương gập điện, chỉnh điện, có tích hợp xi nhan trên gương và có cụp gương tự động và có cảnh báo điểm mù anh chị nhé. Có cảnh báo điểm mù. Đó, có cảnh báo điểm mù tương tự như phiên bản đặc biệt. Mình nói rồi, phiên bản turbo là phiên bản cao nhất, cho nên là những cái tính năng an toàn đương nhiên là phải đầy đủ nhất. Ngoài ra, phần tay nắm cửa của xe cũng được ốp mạ được sơn cùng màu với cả màu thân xe và có nút mở chìa khóa thông minh Smart Key trên cả cửa chính và cửa phụ. Có nghĩa là anh chị chỉ cần chúng ta đeo chìa khóa là hoàn toàn có thể mở được rồi. Ở bên dưới này có một cái chi tiết khác với so với cả hai phiên bản còn lại, đó là một cái ốp mạ một cái miếng ốp ở cái thanh sườn xe này, nhìn nó nổi bật hơn và cái độ kiểu như chúng ta nhận thấy rằng nó có cái độ hoàn thiện chi tiết tốt hơn so với cả hai phiên bản hút khí tự nhiên. Sang cái khu vực đằng sau cái phần đuôi xe này của phiên bản 1.6 turbo thì cái đặc điểm chúng ta dễ nhận biết nhất đó chính là chữ 1.6T ở đây đã. Còn với hai phiên bản 2.0 thì chúng ta sẽ sử dụng là 2.0. Đó, chữ Kona thì vẫn được giữ nguyên. Phần công nghệ đèn thì chúng ta vẫn được giữ nguyên như phiên bản đặc biệt thôi. Cái cụm đèn đằng sau đều được bo viền từ cái phần sườn xe này đến cái phần ốp viền phía sau cái nắp mở cốp như này. Và cái phần đèn sau này khi mà các bạn đi trong những cung đường trời ban đêm ấy, nhìn nó chiêu khoang này các bạn nhìn này, cái kiểu thiết kế của Hyundai rất là hay chiêu khoang, nhìn rất nổi bật. Logo trung tâm đương nhiên phải là Hyundai rồi. Và cái đặc điểm nữa khác biệt so với hai phiên bản còn lại là chúng ta có một cái viền chrome chạy ngang cái phần đuôi sau này, nó sẽ tạo là cái sự nổi bật. Nó tạo được cái sự nổi bật với cái thanh chrome ngang như này, khác biệt so với cả hai phiên bản hút khí tự nhiên. Đây cũng là một điểm khác biệt. Ngoài ra thì đương nhiên vẫn được trang bị đó chính là một cam lùi, đó là những tính năng an toàn ở khu vực đằng sau xe này. Kết hợp với đó là 4 cảm biến lùi đằng sau nhé. Với Hyundai thì gần như là tất cả những cái dòng xe khi mà các bạn được trang bị ở khu vực đằng đuôi sau này sẽ là một cam lùi, kết hợp với đó sẽ là 4 cảm biến lùi ở đằng sau này. Một cam lùi, 4 cảm biến lùi là những cái tính năng an toàn mà chúng ta được trang bị. Tiếp theo thì với phiên bản 1.6 turbo này thì sao, với dung tích tiêu hao nhiên liệu mình nghĩ là nhiều khách hàng chúng ta sẽ quan tâm. Với phiên bản 1.6 turbo thì trong cung đường kết hợp của chúng ta sẽ là 6,93 lít, cung đường ngoài đô thị là 9,27 và cung đường trong đô thị là 5,55 lít là theo công bố của nhà máy. Thì mình nghĩ mức tiêu hao nhiên liệu như này là cũng tương đối là ổn với động cơ 1.6 nhá, 1.6 turbo. Ở phần đuôi sau này chúng ta sẽ có một cái đèn phanh, thì đương nhiên rồi, cái này sẽ sáng lên khi mà anh chị chúng ta phanh. Mình lưu ý một chút với Kona nhé, thì chúng ta sử dụng là động cơ bản 1.6 sẽ là động cơ 1.6 là đương nhiên rồi. Tuy nhiên phần hộp số của chúng ta cũng có sự khác biệt. Hộp số của phiên bản turbo là hộp số ni hợp kép 7 cấp chứ không phải là hộp số tự động 6 cấp như phiên bản hai phiên bản còn lại. Đó, hộp số của chúng ta sẽ là hộp số ni hợp kép 7 cấp. Tiếp theo thì xin phép là giới thiệu anh chị vào cái không gian bên trong, cái không gian nội thất của phiên bản 1.6 turbo này thì cơ bản là y nguyên như hai phiên bản còn lại, như phiên bản đặc biệt thôi. Vì phiên bản tiêu chuẩn của chúng ta sẽ không có ghế da, phiên bản đặc biệt và phiên bản turbo này sẽ được trang bị là ghế da, bản tiêu chuẩn chúng ta sẽ không có ghế da nhé. Ngoài ra trên không gian đầu, tất cả thiết kế không gian từ ghế cho đến táp lô đều được
sử dụng một màu chung, đó là màu đen. Ghế của chúng ta thì đương nhiên vẫn là ghế chỉnh điện rồi. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu anh chị đó là những cái nút bấm ở trên cái vị trí táp ly cửa, vị trí người lái này trước đi. Thì đầu tiên chúng ta có nút, những cái nút về lên xuống kính này, rồi là khóa cửa, khóa gương, quá quen thuộc rồi, không phải giới thiệu nhiều. Cửa của chúng ta sẽ là số loa nhé. Số loa của Vinacona sẽ được trang bị là 6 loa nhé anh chị nhé. Số loa đều được trang bị là 6 loa. Ghế là ghế điều chỉnh điện. Ghế là ghế điều chỉnh điện. Đó, cả phiên bản đặc biệt và phiên bản turbo này đều là ghế điều chỉnh điện hết. Nó không có đặc điểm gì khác nhau về cái phần ghế này. Ghế điều chỉnh điện 10 hướng. Trên này là lớp bọc da của cái ghế này của chúng ta. Độ hoàn thiện chi tiết nhìn cũng rất là ổn. Đường khâu mũi chỉ rất là chi tiết và tỉ mỉ. Có lỗ thông khí trên cái phần ghế này của chúng ta. Ngoài ra tiếp theo thì xin phép là giới thiệu anh chị về cái vô lăng đi. Cái vô lăng của xe. Vô lăng là vô lăng 3 chấu bọc da nhé. Vô lăng 3 chấu bọc da. Và trên vô lăng được tích hợp đầy đủ những cái nút bấm như là điều chuyển âm lượng, điều chuyển kênh, đàm thoại rảnh tay. Số túi khí được trang bị là 6 túi khí có cruise control nhé. Các bạn nhìn chữ cruise control chưa ạ? Đó, cruise control. Ngoài ra thì phần gạt mưa của xe có auto nhé, gạt mưa tự động đấy. Các bạn nhìn chữ auto chưa ạ? Có gạt mưa tự động. Đèn cũng là có được tích hợp là đèn tự động rồi. Phiên bản cao cấp nhất mà, số tiền đắt nhất mà. Đương nhiên là đèn và gạt mưa, đèn và mưa sẽ có chế độ tự động cho anh chị khi mà chúng ta lựa chọn về cái phiên bản này. Đó, chút nữa thì mình sẽ chỉ tại sao các bạn sẽ lựa chọn phiên bản 1.6 turbo này. Còn bây giờ mình sẽ giới thiệu về những cái đặc điểm cơ bản nhất về cái không gian nội thất đã, để anh chị sẽ nhận biết là nó sẽ khác biệt gì so với cả hai phiên bản còn lại. Về cơ bản thì từ đầu đến giờ thì chúng ta một vài đặc điểm thôi. Tiếp theo là sang cái phần màn hình giải trí của xe, được tích hợp đầy đủ radio này, map này, kết nối Bluetooth này, kết nối AUX này, kết nối AUX, kết nối Bluetooth này. Ngoài ra là hệ thống điều hòa của xe, chúng ta cũng sử dụng là điều hòa tự động nhé. Điều hòa là điều hòa tự động. Đó, điều hòa tự động. Và ở bên dưới này chúng ta sẽ, các bạn này, các bạn để ý này, điều hòa của xe, nhìn những cái nút tinh chỉnh điều hòa này, cái độ hoàn thiện chi tiết và nhìn cũng rất là dễ, chúng ta rất là dễ nhìn nhận biết được. Đây là điều chỉnh hướng gió của điều hòa. Còn phần bên dưới này chúng ta sẽ có một cái gì, cổng AUX này, cổng USB này và cổng sạc nhanh. Đây chính là cái cổng sạc nhanh nhé. Ngoài ra chúng ta có sạc không dây các bạn ạ. Khác biệt so với cái phiên bản đặc biệt là chúng ta có sạc không dây với phiên bản 1.6 turbo này nhé. Đó, đây là chính là vị trí để của cái điện thoại đấy ạ. Đây này, đây vị trí để của điện thoại của các bạn sẽ, khi mà các bạn điện thoại chúng ta có cái chức năng mà sạc không dây thì chúng ta chỉ cần để ý những cái định vị này là sạc điện thoại của chúng ta đã được sạc rồi. Phiên bản đặc biệt và phiên bản tiêu chuẩn thì đương nhiên là không có rồi. Hộp số của xe sẽ là hộp số liên hợp kép 7 cấp, có đầy đủ tất cả những cái chế độ lái. Ngoài ra thì ở đây chúng ta có một cái phanh tay hơi đáng tiếc một chút là với phiên bản turbo bản cao cấp nhất lại không có phanh tay điện tử mà vẫn sử dụng phanh tay cơ. Bệ tỳ tay thì đương nhiên rồi, vẫn giữ nguyên như hai phiên bản còn lại, đều được bọc ra cái phần bệ tỳ tay này. Cái này thì mình không muốn nhắc tới. Cái nhắc tới tiếp theo, khác biệt tiếp theo đó chính là ở cái cửa sổ trời anh chị ạ. Với phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản đặc biệt nhé, chúng ta không có cửa sổ trời đâu. Nhưng phiên bản turbo này chúng ta sẽ có cửa sổ trời. Đó, có cửa sổ trời cũng là một cái sự khác biệt rồi, đúng không ạ? Cửa sổ trời này, sạc không dây này, cảm biến trước này, rồi là cái gì nữa nhỉ? Động cơ thì đương nhiên động cơ turbo rồi. Hộp số là hộp số đi hợp kép 7 cấp, không phải là hộp số 6 cấp như bình thường của hai phiên bản còn lại. Đó là những cái đặc điểm cơ bản mà khác nhau nhất mà mình nhận biết được từ thời điểm đầu video đến thời điểm này. Số túi khí thì giống nhau cả thôi, cả ba phiên bản đều được trang bị là 6 túi khí. Số loa thì cũng đều được là 6 loa cả, cái đấy thì mình không muốn nhắc tới. Còn những cái tính năng an toàn ví dụ như là chống bó cứng phanh ABS này, cân bằng điện tử này, hỗ trợ phanh khẩn cấp này, phân bổ lực phanh điện tử này, hỗ trợ khởi ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc, kiểm soát lực kéo, kiểm soát thân xe thì đều được tương tự như nhau nhé. Và cảnh báo điểm mù chúng ta sẽ có phiên bản turbo và phiên bản đặc biệt sẽ được trang bị. Đó là những cái đặc điểm mà mình muốn giới thiệu đến quý các bạn về phiên bản 1.6 turbo này. Về kiểu dáng ngoại thất thì chúng ta có cái phần mặt ca lăng của chúng ta sẽ là được ốp viền chrome nhìn nổi bật hơn. Và cái phần viền bo nhựa xung quanh sẽ là viền nhựa mít nhé các bạn nhé. Khi các bạn nhìn các bạn nhận ra ngay nó không phải là nhựa sần đâu ạ. Nhựa sần màu đen thì các bạn nhìn nó cũng dễ nhận thôi. Nhưng mà nhựa mít này nhìn nó sang hơn, nó có cái kiểu gì đấy nó hoàn thiện tốt hơn. Và đương nhiên là cái tầm tiền nó cao hơn thì đương nhiên nó sẽ có cái độ hoàn thiện chi tiết tốt hơn. Đó là những cái đặc điểm cơ bản nhất về tầm tiền giá lăn bánh khuyến mại mới nhất dịp cuối tháng 6 đầu tháng 7 mà trên Tuk KVN cập nhật cho quý các bạn về chiếc xe Hyundai Kona phiên bản 1.6 turbo dịp cuối của tháng 6
đầu tháng 7 2021 này. Vậy thì những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đang quan tâm về cái dòng xe này thì hãy cứ liên hệ trực tiếp với cả số line ngay bên dưới góc trái, là ngay bên dưới góc trái màn hình này, để mình có thể là báo và cập nhật mức giá tốt nhất tại thời điểm mà anh chị chúng ta làm hợp đồng và đặt cọc. Và cuối cùng thì xin chào và lại quý chị các bạn, hãy nhớ nhấn like, nhấn đăng ký kênh để luôn luôn cập nhật những cái thông tin thay đổi về xe, về giá xe mới nhất trên Toka VN. Xin chào.